Ngày 21 tháng 7, phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và năm đồ đệ đã chính thức khép lại với những bản án thích đáng được đưa ra cho từng bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Tùng Vân nhận mức án cao nhất là 5 năm tù. Khoảnh khắc tòa tuyên án, người ta để ý thấy thầy ông nội thoáng chút bàng hoàng. Chắc ông Lê Tùng Vân cũng không thể ngờ rằng quãng thời gian ngồi ăn cơm tù lại đến sớm như thế. Ở tuổi 90, liệu ông Lê Tùng Vân có được hưởng chính sách đãi ngộ cho người cao tuổi? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tối 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tỉnh Thất Bầm Lai. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù, các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương, mỗi người bị phạt 4 năm tù. Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc, 3 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau khi phiên xử kết thúc, nhiều người thắc mắc Ông Lê Tùng Vân sẽ đi tù như thế nào khi ông này đã 90 tuổi sức khỏe yếu? Theo quy định của Bộ luật Hình sự, luật thi hành án hình sự sau khi bản án kết tội phạt tù ông Lê Tùng Vân có hiệu lực pháp luật, dù tuổi cao nhưng ông vẫn phải chấp hành án như bình thường. Tuy nhiên ông Vân vẫn có thể được áp dụng một số chính sách sau. 1. Chính sách hoãn chấp hành hình phạt tù. Sau khi bị tuyên án tù trong trường hợp bị bệnh nặng thì sẽ được hoãn chấp hành án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục, theo quy định tại điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015. 2. Chính sách giảm thời gian chấp hành án phạt tù. Điều 38 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định cơ quan có thẩm quyền, trại giam trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Trong đó, trong trường hợp phạm nhân là người già yếu, thì một trong những thành phần hồ sơ để xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là tài liệu thể hiện phạm nhân là người quá già yếu. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 3 đợt, vào các dịp Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Tết Nguyên Đán. 3. Chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ông Lê Tùng Vân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đây là tội phạm nghiêm trọng, do đó theo điều 66 bộ luật hình sự 2015 trường hợp ông này đang chấp hành án phạt tù mà đã được giảm thời gian chấp hành án phạt tù thì có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây phạm tội lần đầu có nhiều tiến bộ có ý thức cải tạo tốt có nơi cư trú rõ ràng đã nộp án phí đã chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn do là người trên 70 tuổi ngoài ra Điều 43 Luật thi hành án hình sự cũng quy định, phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở, giam giữ phạm nhân thuộc trường hợp bị giam tại buồng kỷ luật thì phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùng chân. Tuy nhiên, không áp dụng cùng chân đối với phạm nhân là người già yếu. Dù tuổi cao sức yếu nhưng Lê Tùng Vân chắc chắn vẫn phải ngồi sau song sắt để trả giá cho những hành vi trái pháp luật. Dù mù màng nhưng hy vọng quãng thời gian trong tù sẽ khiến thầy ông nội tỉnh thức, nhận ra lỗi lầm của mình và kịp thời hối cải.